Hôm nay thì em có về thêm được hai con ôm ly của bác này, hai con ôm ly xanh xui ha, một con 607X này và một con là 707X ha. Rồi dưới đây thì em có hai cục đẩy Acuphase. Đây, Acuphase Pro 2 ha. Có hai con các bác này. Trong đây là hai cục đẩy Nhật, một con Yamaha và một con Ramsa ha. Rồi và đây là hai cặp loa rời. Đây, đầu tiên là một cặp chép ha. Đây, cặp chép giấy các bác này. Chép giấy của Pioneer. Rồi, em đo cái đường kính cho các bác xem. Này là 12 cm ha. Đấy, 12 cm chép giấy Pioneer này, dùng để nghe nhạc. Đấy, tiếng của nó thì cực kỳ hay ha, những dòng chép giấy của Pioneer. Đấy, có cái này thì nó hơi bị xước nhẹ chỗ này các bác. Hơi xước tí xíu trong đây ha. Đấy, nó xước nhẹ thôi trong đây này. Mình nghe bình thường ha, không có bị ảnh hưởng gì hết. Đây là cái củ chép phía sau đây. Tất cả là hàng nguyên bản hết. Đây, cụ chép đây, thương hiệu Pioneer các bác. Rồi, cặp chép giấy của Pioneer ha. Cặp này em cũng xin báo giá với các bác là 600 ngàn ha. 600 ngàn cặp chép đó là em bao ship. Rồi, và tiếp theo là cặp loa bát của Pioneer. Cặp này thì siêu đẹp luôn. Bát 30 ha. Và em đo cả cái viền cho các bác xem. Cả viền bát ốc là 36 ha. Đây, cả viền bát ốc ở ngoài các bác là 36 cm ha. Bát là bát 30. Rồi các bác xem cái độ mới của cái bát này. Gân vải tẩm dầu, màng giấy ha. Rồi, nó siêu mới luôn. Cực kỳ đẹp ha. Dòng này các bác nghe nhạc cũng hay và karaoke cũng hay. Rồi, những dòng Pioneer thì các bác cứ yên tâm về chất lượng. Đây phía sau đây. Lật cả hai cái cho các bác xem. Cực kỳ gấu các bác, một cái củ từ lớn này, xương gan đúc ha, xương gan đúc. Đấy, bên trong họ có tẩm dầu ha. Đấy, xương gan đúc mới tinh, logo Pioneer này. Rồi đây là cái thứ hai đây. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản ha. Rồi cặp bát 30 của Pioneer này em cũng xin là báo giá với các bác luôn. Tiếng thì cực kỳ hay rồi, khỏi chê rồi. Đấy, cặp này thì em đang bán là 2,6 triệu ha. 2,6 triệu cặp bát này là em bao ship này. Rồi và tiếp theo thì em quay những cục đẩy cho các bác xem. Đây là hai cục đẩy Acuphase. Đấy, một con đẹp ha, con này thì nắp lưng đẹp này. Đấy, còn cái con số 2 này thì nắp lưng nó hơi mờ ha, những cái sơ đồ nó hơi mờ, còn này nó còn rõ này. Đấy, hai con giống nhau, con này thì nắp nó hơi xấu hơn ha. Đấy, Acuphase Pro 2 này. Rồi các bác xem con số 2 trước ha. Con này con số 2 này. Mặt mũi thì đẹp như nhau ha. Đấy, rồi con số 1 đây. Mặt mũi đẹp như nhau. Đấy, hai volume hai kênh này, một đốt nguồn giữa này. Acuphase Pro 2 ha. Rồi nắp lưng thì em quay lại ha cho các bác xem. Đấy, nắp này còn đẹp này. Nắp này thì chắc có sơn các bác. Cho nên cái sơ đồ nó bị mờ ha. Rồi em mở bằng hai tay hai cái nắp cho các bác xem bên trong. Bên trong thì mới như nhau ha, đẹp xinh như nhau. Đây, các bác cùng xem tổng thể từ trên xuống hai con ha. Rồi, bên trong đẹp như nhau các bác. Và tất cả là zin tuyệt đối ha, một cái nguồn xuyến này. Hai tủ lọc này. Đấy, và vĩ mặt cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác xem này. Tất cả là nguyên bản hết ha. Nó chạy 12 sò than Toshiba. Đấy, ba con xanh này, ba con đen này các bác. Và dưới đây ba con xanh ha, ba con đen. Đấy, nó tùy đời các bác, như cái đời bên đây là nó là full đen hết này. Đấy, đời bên đây là full đen hết ha. Tổng cộng là 12 sò than Toshiba của Gia Băng. Đấy, vĩ mặt là mới lắm. Tổng thể bên trong ha. Đẹp xinh nguyên bản hết bên trong. Rồi, và tiếp theo là ở phía sau thông số này. Hai con này thì sẽ có giá khác nhau ha. Con nắp xấu thì sẽ rẻ hơn. Rồi, phía sau có số 2 này, đường vào Canon hoặc là 6 ly ha. Rồi, hai cầu loa đây. Rồi, made in Gia Băng này. 360W ha. Điện 100V các bác, hàng nội địa Nhật ha. Rồi, và tiếp theo là con số 1 này. Con số 1 phía sau nó cũng đẹp hơn ha. Rồi, những ốc nó sáng hơn. Rồi, made in Gia Băng các bác này. Điện 100V ha. Quạt tắng nhiệt này.
Con này quả rất là êm luôn, kêu hầu như là không nghe luôn các bác. Rồi em có xin báo giá với các bác ha. Acofay Pro 2, tất cả là hàng nguyên bản hết ha, và hát tốt rồi. Đấy, con đẹp này là 12 triệu 5 ha. Con đẹp này 12 triệu 5, con này là em bao ship này. Còn cái con này là 10 triệu 5 ha. Đấy, 10 triệu 500, rẻ hơn 2 triệu các bác. 10 triệu 500 ha, con này là em bao ship này. Rồi, vậy em tiếp tục quay những con âm ly bên trong. Rồi, hai con âm ly Sansui. Đây, Sansui AO D607X này. Và con này là con D707X ha, con này đời cao hơn. Cực kỳ khỏe luôn, con này 320W này. Rồi em quay con này trước ha, con 607, mặt mũi còn đẹp lắm, các bác xem qua ha. Đấy, mặt mũi còn rất đẹp luôn. Đánh được cầu A hoặc là cầu B ha, không đánh được A cộng B. Đấy. Bát chép này. Ba lăng này, lâu nét này các bác này. Đấy, volume đây. Những đường vào đây. Đấy, những con này thì các bác chơi bolero tuyệt vời luôn, tiếng cực kỳ hay ha, những dòng săn xui này này. Ghép là 30 các bác chơi vô tư. Rồi, và tiếp theo là con 707X này. Con này mặt cũng cực kỳ mới ha, nhưng mà cái ốp gỗ nó hơi xước chỗ này này, các bác xem này, xước nhẹ chỗ này ha. Đấy, chức năng như vậy luôn, bát chép này, ba lăng, lâu nét này. Con này thì nó mặn hơn. Đấy, chất tiếng nó nhấn hơn một xíu ha, và nó mặn hơn. Rồi, và tiếp theo là nắp lưng này các bác này. Đấy, hàng bãi Nhật về ha, cũng có một ít xước sát, và con bên đây cũng vậy này. Đấy, cũng có một chút xước xước như vậy ha. Đấy, kiểu như nó bị bong bong các bác. Hàng bãi Nhật về. Đấy, có sao em bán vậy ha. Rồi, và đây là bên trong nội thất này. Đấy, quan trọng là bên trong là zin hết ha. Đây, bên trong còn 607X đây. Nguồn này, hai tụ này. Đấy, phí mặt đây ha. Dòng này thì các bác chơi bolero là tuyệt vời luôn, chất âm rất là ngọt ngào ha, bát chép nhiều, chạy 8 xò than này. Đấy, tất cả nguyên bản ha. Và đây là con 707X đây. Con này gấu hơn, nguồn to hơn này, và 4 tụ lọc lớn hơn ha. 4 tụ lọc đây. Đấy, vẫn là chạy 8 xò than ha. Đấy, các bác xem những cái đời mà đời X nó làm cái xò nó hơi dơ ha. Đấy, lem lem ra ngoài này. Đấy, những cái đời X nó vậy đấy. Con này còn đỡ các bác này. Đấy, nhiều con nó lem rất là nhiều ha. Rồi, phí mặt đây, tất cả là hàng nguyên bản hết ha. Nguyên xin nguyên bản hết. Rồi, má gỗ hai bên đây. Rồi, con 6 được. Con 607 còn được ha, má gỗ còn đẹp. Đây, phía sau còn 607 này, còn mới lắm, những đường vào bên đây ha. Rồi, đi 100V này. Con này công suất 230W ha. Hai cầu loa B đây. Đấy, trở kháng từ 4-16 này. 230W. Đấy, các bác đánh loa 30 là vô tư rồi, dùng để nghe nhạc ha. Rồi, qua con 707 thì nó bị xước chỗ này tí xíu này. Đấy, còn phần dưới đẹp ha. Bên đây thì còn đẹp thì các bác này. Rồi, và tiếp theo là phía sau. Con này phía sau nó màu vàng vàng này. Đấy, những đường vào đây. Điện 100V ha. Con này khỏe, 320W này. Đấy, trở kháng của nó vẫn là từ 4-16 này. Rồi, em cũng xin báo giá với các bác ha. Con 607X này nè, con này đẹp ha. Con này là 4 triệu đồng bao ship này, 4 triệu bao ship ha. Còn cái con 707X này, con này là 6 triệu đồng ha. 6 triệu đồng con này là em bao ship này. Rồi, và tiếp theo là con đẩy Nhật Yamaha BC3500 ha. Rồi, con này đời cao của Yamaha, tiếng cực kỳ hay và khỏe. Hai volume hai kênh đây. Con này dùng cho các bác chơi loa full 40 ha. Full Nhật hoặc là full Mỹ. Đấy, các bác xem mặt mũi cũng còn đẹp lắm. Mặt mũi đây ha. Đợt này giá mềm các bác. Đợt này giá xuống ha. Đấy, nắp lưng thì nó hơi xước sát dầm dầm. Cũng nhiều. Đấy, nhưng mà tất cả là zin ha. Sơn zin hết. Rồi, và đây là bên trong đây. Bên trong của đấy là mới tinh này. Đấy, bên trong cực kỳ đẹp ha. Đấy, các bác xem sò này. Nó chạy tổng cộng là 40 sò ha.
46 than. Hay ở trên 10 con, ở dưới 10 con các bác, nó có hai lớp ha. Đây, hai bên là 40 sò. Đấy, ví mặt các bác xem nó mới tinh. Đấy, một nguồn đây. Rồi, và tiếp theo là phía sau ha. Con này thì công suất khỏe. Các bác chơi full 40 là vô tư này. Đấy, phía sau rất mới luôn. Hai cầu loa đây. Đấy, công suất tổng của nó là 1000W này các bác, đánh chế độ Drift ha. Còn CT là 500W 1 cân trên 4 ohm ha. Đấy, CT thì là từ 4 đến 8 ohm. Rồi, đi 100 này, công suất tiêu thụ 450W này. Đấy, đường vào là 6 ly canon, bên B bên A đây. Rồi, con này các bác chơi full 40 ha, full Nhật, full Mỹ, vô tư, rất là khỏe. Rồi, con này giá đợt này là 6 triệu đồng các bác, 6 triệu đồng ha. Đấy, đợt này giá quá rẻ rồi. 6 triệu đồng cho con này, quá ngon ha. Rồi, và cuối cùng là một con đẩy rất là khủng này. Con này hôm nay em sẽ bán bớt lại cho các bác một ít ha. Ramsa QB9600 này, rồi, khủng long của hãng Ramsa ha. Mặt mũi cực kỳ đẹp luôn. Đây, các bác xem mặt mũi này. Rồi, mới tinh ha. Hai volume 2 cân này. Rồi, nắp lưng cũng còn đẹp luôn này các bác. Chỉ có một vài vết xước dăm dăm li ti thôi. Đây, bên trong nội thất đây. Con này thì các bác chơi full đôi ha. Full đôi 40 luôn hoặc là chơi 2 cặp 40 luôn. Chẳng hạn như các bác chơi 2 cặp này này. 2 cặp 40 của CB ha. Thì các bác chơi con này vô tư, rất là nhẹ nhàng. Đấy, chạy sò Toshiba của Gia Bang các bác này, sò lớn ha. Đấy, 2, 4, 6, 8, 10, 11 này. Ở trên 11 ha, ở dưới 11 đó là 22. Đấy, 22 với 22 là 44 sò ha. Đấy, 44 sò than Toshiba lớn các bác này, cực kỳ khỏe luôn, 8 tụ lọc này, một cái nguồn xuyến lớn này. Đấy, con này cực kỳ nặng ha. Và bên trong mới tinh này, các bác xem này. Đấy, đẹp xuất sắc luôn ha. Sim tuyệt đối hết. Con này về nó bị cắt cái dây điện các bác này. Đấy, dây điện phía sau ha, bị cắt dây điện này. Đấy, cho nên là em bán giá mềm này cho các bác chơi ha. Bình thường nó tầm 11 triệu ha, nhưng mà hôm nay em chỉ bán con này tầm 9 triệu thôi. Rồi, phía sau đẹp này. Công suất là cực kỳ khỏe luôn, 800W 1 cân ha. Đây các bác xem này, 800 cộng 800 này, 800W 1 cân ha. Tổng công suất drift là 1600W này. Đấy, đi 100V ha. Đường vào 6 ly canon. Con này rất là khủng long rồi. Rồi, con này em bán hôm nay chỉ có 9 triệu đồng thôi các bác. Đấy, 9 triệu đồng con này là em bao ship ha. Chỉ bị cắt dây nguồn thôi và mình nối dây điện khác ha, xài bình thường hết. Còn tất cả còn lại là zin tuyệt đối. Đấy, 9 triệu bao ship. Rồi, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, 0981 384842.